Chúng ta đi gặp người làm bánh muffin đi. Người nướng bánh, bánh muffin đây, là muffin đây, ông muffin này. Bạn có biết ông muffin không, ông sống ở đường Guri. Ô con biết ông muffin kia, là muffin đây, ông muffin này. Ô con biết ông muffin kia, ông sống ở đường Guri. Tôi có thể có một chiếc bánh muffin không? Ồ, có thể chứ, của con đây. Nào con biết thơ bánh không con, là người thợ đây, nướng bánh đây này. Nào con biết thơ bánh không con, ông sống ở đường Đu Ri. Ồ con biết thơ bánh nơi đây, là người thợ đây, nướng bánh đây này. Ồ con biết thơ bánh nơi đây, ông sống ở đường Đu Ri. Con có thể có một chiếc bánh không? Con có thể, của con đây. Nào con biết ông bán kem không, là ngày kem đây, ông bán kem này. Nào con biết ông bán kem không, ông sống ở đường Đu Ri. Ồ con biết ông bán kem đây, là ngày kem đây, ông bán kem này. Ồ con biết ông bán kem đây, ông sống ở đường Đu Ri. Con có thể có một que kem không? À được chứ, của con đây. Người nướng bánh ta biết ông ta, là muffin đây, ông muffin này. Người nướng bánh ta biết ông ta, ông sống ở đường Đu Ri. Bọn con biết ông muffin kia, là muffin đây, ông muffin này. Mình biết đây ông muffin kia, ông sống ở đường Đu Ri. Chúng con thích đến thăm đường Đu Ri. Yay!